Có luôn. Heo ăn đầu tôm không? Ừ. Ăn càng luôn hả? Thịt không đâu á. Thôi mẹ. Thật tập. Thịt. Vào trứng gà thịt nhiều. Nha, có thịt rồi. À, wow, nó ngon kìa. Cái săn thịt này ngon quá anh ơi. Cá này ngon lắm, bữa đó tắng cá nó kho nó thành ăn ngon. Tê, tại nói chứ cá tê ai không ăn. Không phải là cá lê tê dai. Tê nướng là dễ ăn. Tê dai là mến. Cái này không phải tê cá tê dai nên là ăn ngon. Thì bây giờ nãy chị kêu con nướng ăn đi, tại bữa đó chị có ăn rồi. Cá tê ở đây nên tự nhiên nó không có dai mì nọ, nó ngon. Thịt ngon. Cái thằng có mà ngọt kìa. Không ăn đi Hồng, cá trào. Bé có bay kìa. Ngày nào cũng đi về trứng chửi. Sao trứng chửi? Nghe mùi thơm tiếc nên tức quá đang quýnh. Trứng phù mỏ luôn hả? Ngon, thiệt vời.